Tới giờ có ba mắt này không có là ai làm hồ cái non này là tháo lòng tay là khúc này gớt à gớt ra luôn hả? Ôi ghê này vậy, không nứt nữa đó, bên đây cũng nứt ra gãy ngang hết rồi. vừa này là cây bằng cây phải không? Bằng cây đó anh Cây cũng dừa có gì đâu anh. Dạ, tốt mình nói mình là cứ lấy giờ đang lên là mấy chiều thuốc nè. Lấy thuốc cho bà hả? Dạ. Trời ơi. À, chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã An Phong, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và phía trước cô bác quý anh chị đó là ngôi nhà của anh Giang. Và hôm nay thì được sự hỗ trợ của chú Hùng, chú Phước với lại chú Ben ở Canada. Hôm nay Bùi Hồ với lại ngại gì Linh Hình với lại Đạt đi qua nhà anh Giang để coi cái tình hình khảo sát thực tế nhà anh Giang đây nè. Đây Linh Hình sợ gái thấy hay gì? Ờ, bật đèn lên anh Giang. Dạ. Ừ con. Chào bác. Bật đèn lên giùm em anh Giang. Tối quá. Ô dây điện lòng thòng hết à. Không gầy khỏe không bác? Ô bác nằm đi. Ô bà đâu bác? Ôi bà thì bên kia kìa cô bác cái gì? Thôi thôi được rồi anh. Rồi anh Giang nhà mình không gầy mưa rồi sao? Dạ mờ cũng dột lên, máy sập cái máy trước nè. Đâu? Máy chống lên đó. Sập chỗ nào đâu? Ở cái nè. Đó. Ồ, chỗ này đó hả? Sập máy trước em mới chống đỡ nè. Mới chống cây tre này hả? Dạ. Ủa đây là mộ của ngoài. Ồ mộ ngoài sao? Em lấy cốt về. À, lấy cốt về mình để đây ha. Dạ. Ồ, vô lần này mới để ý á. Này ở cây trên này còn sử dụng được không anh Giang? Đổ cây còn được cái mục. Hả? Chấp giá không? Cho em đeo nè. Cây trên này chấp giá hả? Dạ. Cũng ta cho không anh nè. Ta cho hả? Dạ. Ô Đạt ơi, cây này sao được? Đây. Để chia sẻ với cô bác với anh chị là chú Hùng với lại chú Phước với lại chú Quang nó hỗ trợ, nếu như mà hỗ trợ nhà mình thì hỗ trợ dừng tôn là được không anh Giang? Giờ là dừng tôn là anh. Ừ. Thì giờ ấy có vậy thì được thì em dừng đỡ là cũng được. Đó, đi ra sao lại coi lần lần nữa đi Đạt ơi. Đạt coi nha Đạt. Đi hướng bên đây đi. Đây nhà tổ nên là nữ ngoài trước này có vòng vòng là thấy quá tối quá anh Giang. Người ta chơi dần bịch hụi nha, nó phải tối à. Ơi Đạt, mấy cái phần này. Chỗ này là mưa nước nó xuống bình thường. Dạ. Này chỗ này mưa xuống hả? Xuống hết nè. Tại ở đây dừng đỡ thôi. Tại đây nhà bếp. Này là sau này mình che tạm đó không? Dạ. Ở trong nhà là cái khu nhiên nhà ở trong là bao nhiêu mét? Em biết em đo nó. Ở ngoài này thì có nghĩa là cái nhà ở trong là bên đây. Anh sau này anh dừng anh làm cái nhà bếp ở bên đây. Ở đây. Dạ. Có nghĩa là phần này sau anh để đồ. Dạ. Rồi đi hướng này. Bật đèn, không có đèn tối quá. Không biết bật đèn. Sao thấy nhà khảo sát thấy nhà này sao? Nhà sau là tới trước luôn. Ừ. Ăn cơm gì anh? Dạ, sớm giờ mẹ với mấy bà chị làm đồ cho anh lên anh dùng đó. Ồ, em nói em đâu có ăn đâu. Hôm qua hẹn thì anh Giang anh đi em đi làm, hôm đi làm nguyên dạ. Ngày thì nói chung là cây trong này cũng mục hết. Chỗ này thì mục hết hay đặt ha? Không. Không có đèn, tối quá. Nhà vệ sinh thôi em coi kìa. Đây là nhà vệ sinh, cái cánh cửa kìa. Có nhà về có một ấy màu hoa anh Giang. Dạ. Ồ, bên đó là mới thấy tường nứt kìa đã. Này game nè.
Gì? Xuống cấp hả? Cái nền gạch còn được không nè? Cái nền này nó lúng hết đây, nếu có hỗ trợ như đạt tính là ví dụ như nhà này thì mình phần nào mình sửa chữa được, còn phần nào mình có thể làm lại được nè. Mình làm sao mà tiết kiệm, có nghĩa là mình làm cái nào mình giữ lại được giữ thì giữ ha anh Giang. Dạ. Nếu như được các hỗ trợ mẹ chú cũng mình quay lên cho các chú thấy để các chú biết luôn. Sao rồi? Sao mà giờ tháo cây lại dắt mấy cái dắt này giờ nó có thể nó sập á. Cái dắt này sập hả? Dạ. Nó cũng hở cái đó ra hết rồi, dắt này nó lật rồi. Ghê à? Tại giờ có đòn tay nó còn chịu lại đó chứ tháo đòn tay ra là cái dắt này nó sập. Sập hả? Xây bao lâu rồi anh Giang? Dạ năm 2000 tới giờ đó anh. Hai mấy năm rồi? Lúc cậu ba còn sống rồi, tới giờ cậu ba mất rồi. Này là hồ nó. Này giờ tháo bằng tay là khúc này gớt rồi. Gớt ra luôn hả? Ô ghê vậy? Không nứt đó. Bên đây cũng nứt ra gãy ngang hết rồi. Tháo bằng tay ra là nó tự sập ngang hả? Ừ. Cái trường hợp này thì mưa gió là nó nguy hiểm không Đạt? Nguy hiểm. Vậy? Gió mưa hả? Mưa lớn nguy hiểm hả? Rồi trước nó sập anh hả? Anh chập em sửa lại. Cái này nó dắt rồi nguy hiểm này lắm. Bây giờ nó không có cột chịu, nó chỉ đó xây câu không à. Nó không có bê tông đúng không? Nó không có cái cột sao như này, cái này xây câu gạch. Nghe mày nói nhà này ghê vậy? Nó mày cái dắt đó giờ nó hở ra, nó tách liền với cái nhà trước rồi. Nó đứt ra luôn đúng không? Ừ, bên đó cũng vậy nữa. Có nghĩa là trước đây là mấy ông thợ ông xây ông không đổ cột không? Ở đây là có cái đèn này vậy đó hả anh Giang? Dạ. Ồ tối quá. Cái này là mới ghê nè Đạt ơi. Này sợ mưa ấy. Này là cây bằng cây phải không? Bằng cây đó anh. Cũng cây dây. Cây dừa phải không anh? Dạ cây dừa. Ồ Đạt hay vậy. Giật cái cửa sổ kìa. Mấy này giờ để gì chứ đâu dám leo lên. Không dám leo hả? Tháo tôn là bắt dàn giáo tháo mới được, cái leo mới được. Tháo tôn là dỡ ra, bắt dàn giáo lên. Rồi ví dụ như tường thì sao? Tường mình ấy ra, bắt đầu mình đập phá từ từ. Chứ tường này để được không? Cái lớp tường này chắc để làm lại lập lại chứ không được. Không được hả? Có cái, ủa lúc trước là mình ở trong này sau này chật quá hay sao mà mình phải đem nhà bếp quên kia anh? Dạ đúng anh. Nhà này dài ước lượng được nhiêu không Đạt? 20 mét hả? Bề ngang 7 mét qua tính tới bờ dưới này có tới dắp tường này nè. Cái dắp tường này chắc 5 mét mấy ha? Dạ có 5 mét rưỡi vậy. Rồi đi xích ra tới đi Đạt. Bối quá. Tối quá cô bác quý anh chị cũng thông cảm. Đạt ơi giờ còn cái phần này sao đây? Ủa dắp này thì bây giờ nó lún xuống nó hư hết rồi đó mà. Nếu có điều kiện thì mình làm lại luôn lót lại gạch mới. Là nó bằng lại. Tại đó ở đây là cái hầm. Chỉ cậu ba chỉ bơm cát vô chứ không có phải như mình làm như giờ. Cái nhà lớn này nó chỉ lúng nền thôi, còn nhà lớn này thì nó còn bình thường. Nhà lớn này còn được không? Được. Tường được không? Tường được. 20 năm nhà lớn này thì còn được, tại có cái lúng nền lớn. Ô bà ngủ hả? Dạ, thức quậy sáng đêm anh ạ. Không quậy không? Còn đêm trước em ngủ không được. Trước tự nhiên vô mùng gọi kia quậy ngủ không được. Quá bà lãng hả? Dạ, ngồi bị lãng.
Ờ. Cũng thương quá ha. Dạ. Không không, em không ăn chị. Em không ăn đâu nha. Không, em không ăn đâu. Dạ không, em anh Giang có nhắn tin em nói em không có ăn mà. Đâu có ăn uống gì. Không không không, con không. Ôi. Nhìn dây điện kìa đã. Đang lại đây, lại đây. Ví dụ như phần ton ở trên là ở ngoài trước này thay phần ton này được không? Được. Thay phần ton này nè. Nếu xài rồi nó còn nguyên mình để mình thay ton. Ờ. Cái này chắc cũng mục hết rồi. Nếu còn cứng thì mình tận dụng xài được. Còn phần ton thì thay hết. Vậy hả? Nếu như nhà này tính nó ước lượng đạt, nhìn sớm giờ có thể ước lượng được thay phần nào nói nghe. Vô đây để cho sáng đặt nhà tốt hơn. Tổ. Này có làm thay là thay cái phần ton nhà trước lại cái nguyên cái bên hông này thẳng gần sau. Dừng ton luôn. À, ton có thể mình lấy ton trên này mình dừng xuống dách lại, mình chỉ làm cái phần trên thôi. Ừ. Với cái nhà sau thay phần ton ở trên này thay không? Cái trong đây nó có dột không? Dột anh. Dột không anh Giang? Dột. Em mua mấy miếng dán em dán lại đỡ. Còn những mấy cây này á thì xài lại được. Mấy cây sago đó hả? À. Còn tay đó xài lại được. Mấy cây sago đó dùng là mình dựng đứng lên chứ không có để nằm như vậy. Đứng giống như lần trước nè, nó mới cứng. À. Có nghĩa là Đạt chia sẻ là một sago đó là làm lại được. Và mình phải dựng đứng cái cây sago lên. Ton nó thì mình nếu như mà dột thì được thì thay ton mới. Lấy con ba con này xuống mình dừng dắt lại bên đó. Nhưng mà nó dột quá thôi đi mình để mình chú tính đi. Á, mình che dắt á. Ừ. Ví dụ như mình bơi đồ được không ta? Bơi đồ cho mới rồi để đi điện rồi lại. Được hả? Ừ. Bây giờ cái phần bây giờ mình thử như thế này được hỏi ta như thế này là được không? Rồi nói cho cô bác anh chị cái phần nhà ở trong đây nè là mình thấy vẫn còn được đúng không? Ừ. Chỉ có phần điện chằng chịt thôi. Nếu làm bê lại thì làm cho nó mới cái nhà. À bê cái nhà lại với lại cái phần này thì mình sẽ lợp lại. Ừ. Đúng không? Lợp lại cái phần ở trên này. À. Sài Gòn mình sử dụng lại. Sài Gòn sử dụng lại. Và cái tường này mình bơi lại. Còn cái phần dách đằng trước này là mình cũng thay luôn phải không? Nhà trước là thay toàn bộ, toàn bộ lại làm cần giấy hết. Cây nó cũng mục hết trơn rồi không có xài lại được. Mình không sử dụng cây nữa. À. À. Rồi thêm lại cái phần ở đằng sau đi ra sao? Ra sao lại anh nha. Quay kỹ ra. Coi nó khảo sát phải coi cho thực tế. À, là mình sử dụng tới đây là mình sử dụng lại được nè. Chỉ có đi bằng điện rồi lại bơi lại cho chống thấm rồi lại thôi. Tới đây là được rồi phải không? Đó. Ừ. À. Cái này là cái phòng ngủ hả? Mấy bé ngủ đâu anh? Bé nó ngủ ở đây khi ngủ với nội nó. À, đây là cái màn thì để cho mấy chú cái tính sao. Còn cái phần ở đằng sau này thì sao? Cái phần sau bây giờ dở ra rồi mấy cái này đó coi cái chắc câu lại. Câu lại để tường đó hay là đập tường ra hay câu là sao? Mình giá cho nó kín lại. Nhưng mà mưa gió nó an toàn không á? Quá tối. Rồi mình lên cái đòn tay mới của mình á là nó cứng lại rồi. Lên đòn tay mới ha. Mà thấy tường nứt ra ghê quá. Tường nó nứt hết rồi. Ừ, không đủ sáng hay là ha. Rồi cái phần ở dưới này nè. Phần dưới này. Cô bác của anh chị thấy cán bằng xi măng. Ừ, cán ló gạch sơ sơ lại. Là cái phần dách bên đây là thay ra luôn ha. Tại vì ở đây ở bên cái phần hông này á, không có cái phần hông này là nhà nó chật nữa đúng không? Có nghĩa là phần này là ảnh che tạm bợ sau này thôi. Đó. Thì nếu như mà mình làm như vậy thì Đạt nó tính thì hai cái phần dách phần to này. Ha. Bơi lại. Ở ngoài trước lợp lại. Ở ngoài sau thì mình gỡ xà gồ ra bỏ luôn. Thì sao lợp lại thì nó khoảng tầm khoảng nhiêu tiền đâu? Mình phải tính lại mới biết. Đo thực tế tính lại mới biết. Ừ.
Bây giờ Đạt đo thử đi ha. Chút cho. Thôi bây giờ để cho Đạt đo thử coi như sao. Rồi tính tiếp. Đo cái chừng nào chút đo đi rồi tính lại, nó lâu lắm chứ đâu có mau đâu, đâu tính liền được. Dạ. Yeah. Đo lại ha. Đang có gì báo cáo với mấy chú, nhìn mấy này mưa tạt hết à. Nấu ăn uống gì được không anh Nhân? Nấu thì tạm đỡ thì được anh. Chứ mưa cũng tạt vô. Hôm nay là mất ở nhà, mất không có tiền rồi. Dạ. Tại mà không... sao nấu ăn đấy, em đâu có dặn nấu ăn gì đâu mà ông anh nấu ăn cho em. Không, tại không em nhắn tin với anh, em nói ấy anh lên mấy người em biết em làm đồ cho anh. Trời ơi, em nói anh ở nhà cho em, để em quay em hỏi anh thôi chứ. Dạ. Nấu ăn nấu uống gì hồi đó giờ em đâu có này. Mai mốt đừng khách sáo nữa nha. Dạ. Em ra thăm gia đình mình được rồi, nhà đã khó khăn mà. Để cho bà ăn đi. Rồi, cô bác anh chị bây giờ đi ra này. Ở phần này là phần gạch. Này còn mới im nè. Rồi anh Giang ý anh sao? Nếu như mà có được sửa nhà là anh có chịu đồng ý không? Dạ nói gì được, cảm ơn. Nhưng mà bà mẹ anh đồng ý được không? Bác ơi, nếu mà được sửa nhà lại sửa dừng cho nó kín đáo một tí rồi bác đồng ý không? Anh Giang. Dạ cho sao thì được như vậy thì em quý rồi. Không, cái này là mình không có miễn cưỡng gì nha mình. Dạ. Có nghĩa là mấy chú á ở bên Canada, chú Hùng, chú Phước là chú Ban á, thì bác được rồi bác. Thì nói nếu như mà có hỗ trợ nhà là mình dừng cái phần to nào đó qua để coi thử. Khi nào có được hỗ trợ thì em cho anh hay. Dạ. Nhưng mà trước tiên là vì mình có đồng ý không? Hay là sao, có gì nói với em biết. Ôi. Chứ giờ em đồng ý bây giờ mưa giọt ở đâu giờ? Đó là ý kiến của chủ nhà mình đó anh Giang, hay là dạ. Ý anh muốn làm sao? Mình tính cũng như được cho là mình cũng có đầy là mình có cái nhà thì nó ổn đó, nó sập đó. Nói gì đi. Thì em thấy vậy mấy chú cho gia đình của em vậy thì em cảm thấy vui nha. Là em cảm ơn mấy chú nhiều. Tại vì trong lúc này thời buổi mưa gió này kia, nhà em mưa nó cũng tạt, nó cũng giọt vậy. Thì em được, nếu được vậy thì em cảm thấy vui. Nếu mà được lành lẽ thì còn mừng hơn bây giờ chị trả. Dạ. Cho lành lẽ ha. Giờ mình sợ như tôi có bề gì cái mấy nhỏ này biết sống ra sao á. À. Mình tính nghĩ là có cái một á, mấy cháu nó khỏe. Rồi tôi có bề gì rồi là như là nằm rồi là không còn ai bắt biết hết trơn. Dạ. Thôi hôm nay đến đây để mà thăm, trước tiên là thăm gia đình mình. Dạ. Hai là em quay khảo sát về cái hoàn cảnh mình hiện tại. Dạ. Ba là hôm nay thì em có dắt thợ hồ qua đây. Dạ. Để coi đo biết kích thước để coi báo về cho các chú xem tình hình như thế nào. Thì sau đó thì nếu như mà có sửa được đó thì em sẽ cho anh hay. Dạ. Nha. Thì mấy chú cũng hết lòng giúp đỡ gia đình mình. Tại dạ. Thấy anh có hiếu, nuôi vừa nuôi con mà vừa nuôi mẹ nuôi bà luôn, lao động chính trong gia đình một mình nghị lực ghê á. Ôi ánh mắt anh buồn buồn rồi anh Giang. Có gì đâu anh. Yeah, có mình nói mà nó lấy giờ đang lên là mấy chiều thuốc nè. Lấy thuốc cho bà hả? Dạ. Ôi ơi. 6 triệu mấy đó. Dạ. Giờ tiền đâu lấy? Chạy đi hỏi 40 triệu đó. Hỏi tiền hả? Dạ. Anh hỏi tiền ai? Em đi vay tiền rồi đó. Làm gì em làm, mình làm gì anh vay được? Dạ em nhà của mình có sổ căn nghèo. À. Vì ở đây người ta thấy vậy thì người ta cho mình vay. Chứ mình không có sổ nghèo luôn hả? Dạ. Có căn nghèo. Mình vay ở đâu? Dạ em vay ý xã. Ngân hàng hay gì? Dạ. Ngân hàng nào? Ngân hàng Thanh Bình. Ta cho mình vay nha. Dạ cho em vay 40. Rồi mỗi tháng mình trả nhiêu? Đóng đóng lãi với tiền tiết kiệm là 460. Mỗi tháng đóng 460 hả? 470 ngàn. Có 470 hả? Dạ. Mỗi tháng hả? Dạ. Rồi cái đó là mình trả mấy năm? Dạ 5 năm.
Dạ. Là có nghĩa là 5 năm là dứt lãi vốn luôn. Dạ, dạ. Đúng không? Đâu 5 năm đâu dứt cơm. 5 năm phải thanh toán hết. Thì mỗi tháng thì mình đưa 470, tháng đưa 470 thôi. Dạ. Đưa đúng 5 năm. Tiền lãi đó. Là tiền vốn luôn hả bác? Cái vốn đâu đủ đâu, cái vốn có 20 bà. Không. Đó 20 bà. Tính ra là 5 năm là kêu phải thanh toán hết số tiền đó. Tính đưa vô ba cái lãi với lại ba cái tiết kiệm còn nhiêu thì mình phải làm sao cho trả đủ cho người ta. Thuốc gì hả bác? Mua ở đâu? Mua này ở dưới nước kìa. Mua không bác. Mua ở đâu bác? À, dưới con Linh là cậu Tấn nha, biết cậu Tấn không? Ờ, thuốc trị cho bác hả? Dạ. Hỏi tiền 40 triệu để trị bệnh cho mẹ luôn hả? Dạ. Ồ, có hiếu với ta? Chứ giờ không lo gì, ai lo gì anh? Ừ. Anh đứng anh dai. Dạ. Ồ, xúc động ghê á. Em lý do là em hẹn mình. Dạ. Là để biết anh ngày nào cũng phải đi làm. Dạ. Em hẹn để anh có nhà có thể nói cho anh biết, anh nắm. Dạ. Mà chứ không phải là em hẹn mà để anh có đây nấu ăn nấu uống gì. Có đâu, tại muốn nghe đãi cho anh một bữa. Ôi ơi. Nói chung là cảm ơn tấm lòng của anh. Dạ. Anh Giang nói chung là có hiếu gì rất là quý luôn. Em thì mong thì mình sẽ sau cái clip này thì mấy chú cũng như là mạnh thường quân thấy được cái chữ hiếu của mình để mà chung tay với mình để mà giúp sức với lại anh để mà vượt qua cái khó khăn này. Thì bây giờ Đạt thì cũng đang đo cô bác với anh chị để coi nhà của anh như thế nào. Và thông qua video clip này Bùi Hồ xin thay mặt gia đình của anh Giang cảm ơn chú Hùng, chú Phước, chú Ban ở Canada có ngỏ lời hỗ trợ cho anh Giang vượt qua cái khó khăn này để anh tiếp tục đứng vững và có thể là nuôi các bé trong thời gian tới ha. Dạ. Rồi em chào anh ha. Dạ, chào anh. Chào bác nha bác. Dạ.